Chào tất cả các em à, thời điểm này theo các em nó là một thời điểm có oh, rất quan trọng không à, theo quan điểm của thầy thì rất quan trọng bởi vì sao bởi vì đây là thời điểm vàng cho các em tập trung ôn luyện cho cái kỳ thi phổ thông quốc gia hay nói cách khác là thi vào đại học à, chính vì điều đó cho nên bộ giáo dục đã cho chúng ta một cái hệ thống đề mẫu của tất cả các môn thế thì từ cái đề mẫu này chúng ta sẽ định hình lại trong quá trình học à, cả năm lớp 12 để làm gì thứ nhất là chúng ta sẽ quan tâm xem cái trong cái đề mẫu này nó có những phần nào thứ hai là mức độ kiến thức dễ hay khó và thứ ba là khả năng của mình được khoảng bao nhiêu điểm để từ đó chúng ta sẽ có một cái kế hoạch lựa chọn đăng ký cái trường thi cho phù hợp với khả năng và phù hợp với cái tính hiệu quả mình có đạt được hay không tránh trường hợp mình thi mình chỉ thiếu nửa điểm hay 0,25 điểm rất là gì tiếc rất là tiếc vì vậy thì cái đề phổ thông quốc gia 2021 này này là đề đề mẫu thì rất nhiều bạn đã được các thầy cô giáo chữa rồi thì hôm nay thầy sẽ làm một việc nó nó sâu hơn một tí, có nghĩa là thầy phân tích cho các em cái đề này và cũng qua cái phân tích đấy thầy sẽ chữa đề cho các em. Thì các em sẽ có được một cách nhìn đầy đủ hơn để xác định được cái khả năng của mình hiện nay đã làm được khoảng bao nhiêu câu và được khoảng bao nhiêu điểm. Thì trong cái đề thi phổ thông quốc gia 2021 đề mẫu này này thì thầy sẽ tách thành hai clip Clip thứ nhất chúng ta sẽ ăn chọn 6 điểm trong thời gian ngắn nhất và clip thứ hai chính là cái video thứ hai chúng ta còn lại 4 điểm thì thời gian chúng ta có thể để dài hơn một chút vì sao vì lúc đấy là những câu rất khó thì cũng như các em biết là trong cái đề của chúng ta có 50 câu trắc nghiệm thời gian làm bài là 90 phút nếu các em tính trung bình ra thì mỗi câu khoảng hơn một phút nhưng nếu như các em tính cái làm được đến tận 45 50 câu thì các em phải thực sự siêu sao về gì đây? Phân tích quỹ thời gian để hoàn thành cái đề. Vì vì có những câu các em chỉ cần mấy giây thôi nhưng có những câu các em phải làm mấy phút. Thì cái này là tính chất mục đích và mong muốn của thầy muốn hướng dẫn cho các em cái đề thi phổ thông quốc gia đề mẫu này. Chúng ta sang từng câu một. À, khoảng 30 câu đầu thì thầy lưu ý các em là những câu tương đối dễ. À, những câu tương đối dễ. Nên là các em lưu ý là các em phân định nó là nằm ở kiến thức lớp 11 hay nằm ở kiến thức lớp 12. Nếu là kiến thức 12 thì họ ra khó hơn một tí bởi vì ta vừa mới học. Nhưng nếu là kiến thức lớp 11 thì rõ ràng họ sẽ ra dễ hơn để chúng ta quên nhiều rồi. À, cho nên các em cũng phải định vị cái mức độ. Câu thứ nhất là một câu về trình hợp tổ hợp à ở lớp 11 và câu này thì các em thấy với vai trò là một học sinh ôn thi đại học chắc chắn những câu này các em chỉ đọc qua đáp án qua đề các em phải chọn được ngay và không nhất thiết phải đặt bút ra để làm đấy là thầy phân tích thầy lưu ý là hôm nay không phải là chữa đề mà hôm nay là thầy phân tích đề là chính phân tích nó nằm ở phần nào cách làm như thế nào và cái đấy cũng là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với học sinh đặc biệt là các em sắp thi thế thì có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh từ một nhóm 5 học sinh thì ở lớp 11 chúng ta học 3 phần cơ bản đó chính là trình hợp tổ hợp và gì xác suất à, trình hợp tổ hợp và xác suất và các em đã nhớ rất kỹ về các cái khái niệm hay là sự khác biệt giữa chỉnh hợp giữa tổ hợp và xác suất rồi ở trong đó có cái hoán vị nữa nhưng mà nó không khó nên là thầy không nêu có bài toán chọn nữa nhưng mà thầy không nêu nữa bởi vì, vì chúng ta không thể nhớ hết được thế thì trong trường hợp này thì chúng ta hay thường các em hay nhớ thầy giáo hay nói rằng là trình hợp khác tổ hợp là nếu như ta chọn và được sắp xếp theo một cái quy luật hay là một thứ tự nhất định thì chúng ta dùng trình hợp còn nếu như ta chọn không được sắp xếp thì chúng ta chọn tổ hợp và trình hợp thì ta ký hiệu là a tổ hợp thì ta ký hiệu là c thì cái này các em nhớ rồi vậy chọn 3 học sinh trong năm học sinh có nghĩa là ta chỉ cần ba bạn vào trong năm bạn thôi chứ người ta không cần đánh số là có năm bạn bạn a bạn b bạn c bạn d và chọn ba bạn thì được sắp xếp là bạn nào được chọn trước bạn nào chọn sau à, đúng không ví dụ như là an bình công chẳng hạn thì nếu mà chọn an trước bình sau à, thì nó sẽ khác an sau bình trước nhưng ở đây chúng ta người ta chỉ kiểu yêu cầu chúng ta là chọn 3 trong 5 học sinh có nghĩa là các em chọn thoải mái. Và chọn 3 trong 5 học sinh được không được sắp xếp theo thứ tự nhất định thì rõ ràng ta chọn đáp án là tổ hợp chính là đáp án C. Và những câu này thì thầy lưu ý phân tích cho các em thôi. Chứ về cơ bản thì các em đã nắm được rồi. Và những câu này thầy cũng xin các em chỉ còn khoảng 30 giây các em phải làm. Được. Và thầy phân tích kỹ để các em ai quên đi, ai chưa nhớ thì giờ về nhà giờ sách giáo khoa học lại thành một chút học lại thầy một chút câu thứ hai đây là một câu cũng rơi vào phần lớp 11 cái cái, cái đề mẫu này thì có những câu lớp 11 mà họ sắp xếp lại tại một lúc luôn ta nhìn thấy đây là một bài cấp số cộng thì chúng ta cũng học hai phần đó là cấp số cộng và cấp số nhân thì thường người ta hay ra cấp số cộng Cấp số cộng ngày xưa chúng ta đã học từ các lớp rất nhỏ. Ví dụ như là tính tổng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng chấm chấm đến 100 hoặc N chẳng hạn. Thì chúng ta ở các lớp dưới chúng ta hãy dùng các cái phương pháp bình thường. Còn lớp 11 thì chúng ta sẽ dùng phương pháp là gì em? Là em dùng phương pháp sử dụng cấp số cộng. Vậy thì U1 là bằng 1, U2 bằng 3. Mà theo tính chất cấp số cộng thì U2 sẽ bằng U1 cộng d. U2 bằng U1 cộng d thầy không viết nữa vì những câu này nó dễ thầy phân tích thôi. U2 bằng U1 cộng d vậy U1 bằng 1 thì suy ra d bằng 2. Mà U3 thì bằng U2 cộng d. À, vậy thì U3 bằng U2 cộng d mà U3 U2 là bằng 3, d bằng 2 vậy tổng là bằng 5. Vậy đáp án là đáp án gì các em? Đáp án D. Thế thì đối với phần này các em chỉ cần nhớ cho thầy hai công thức, một là công thức số hạng của cấp số cộng, cấp số nhân, hai là tính tổng của cấp số hạng là cấp số cộng và cấp số nhân. Thì các em chú ý, thường phần này họ ra rất là cơ bản. Câu tiếp thứ ba, đây là một câu về hàm số và rơi vào cái phần gì đây? Rơi vào cái phần lớp 12 Lớp 12 thì các em nhìn này. Cho hàm số fx có bảng biến thiên như sau Các em nhìn vào bảng biến thiên này Thì có x này F phải x và fx Ở đây người ta chúng ta chưa vội nhìn bảng Bởi vì chúng ta nếu nhìn bảng kỹ Sau đó là chúng ta mới đọc cái đề ra này Yêu cầu gì thì chúng ta lại có thể bị lệch Cái đoạn mà chúng ta tư duy là chúng ta cần làm cái gì cho nên ngay lập tức nhìn bảng trong các nhìn đáp án hay là nhìn cái tính chất yêu cầu đề ra hàm số nào hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào trong các khoảng dưới đây nói đến vấn đề đồng biến thì ai cũng nhớ đó chính là ta dựa trên cái dấu hiệu f x dương f x dương thì trong f x dương này ta thấy là từ âm vô cùng đến âm 2 này và từ 0 đến 2 ở phần này một số trường hợp họ vẫn cho các em theo cái kiểu thế này này. Là gì? Ở đáp án họ không cho chúng ta cả khoảng từ 0 đến 2 đâu. Mà có thể người ta chỉ cho chúng ta một khoảng từ 0 đến 1 chẳng hạn. Hoặc từ 0 đến 1,5 nhỉ. Vì nếu cho 0 đến 2 này thì các em nhìn trực quan quá. Thế nhiều khi các em không cẩn thận thì các em vẫn bị sai ở chỗ này. Thế thì đối với bài này ta kiểm tra đáp án, thầy thấy đáp án dễ quá, thầy cho B luôn bởi vì đây là từ 0 đến 2. Còn từ âm vô cùng đến âm 2 người ta không cho chúng ta ở đây thì chúng ta không chọn. Thì em chú ý cho thầy. Đó là câu số 3. Vì ở đây là một cái câu hàm số cơ bản nên thầy cũng chỉ nói sơ đẳng chúng ta tiếp theo câu số 4 là một câu hàm số các em cũng nhìn qua hàm số và bảng biến thiên. Người ta hỏi chúng ta là hàm số đạt cực đại tại x bằng bao nhiêu Thấy dịch ngắn gọn thế à, thế thì chúng ta nhìn vào tính chất hàm số đạt cực đại khi nào chúng ta dùng một trong hai dấu hiệu trong chương trình sách giáo khoa lớp 12 và ở đây thì các em nhìn thấy điểm này là điểm cực đại ở đây người ta hỏi tại x bằng bao nhiêu cho nên ở đây là trục x dưới này là trục y này. chính là trục fx đấy thì người ta hỏi x bằng bao nhiêu cho nên ta nhìn lên tên này và cụ thể đây là x bằng chữ 2 còn tại hai là hàm số đạt cực tiểu. Thế cho nên đáp án của này chúng ta chọn nó là x bằng trừ 2 sẽ là đáp án D. Thì các em chú ý cho thầy. Đây cũng là những câu rất là cơ bản đúng không? Sang bài số 5. Cho hàm số fx có bảng biến thiên hay là xét dấu của đạo hàm như thế này? À, người ta cũng sẽ cho các em hàm số có bao nhiêu cực trị Bao nhiêu cực trị có nghĩa là có cả cực đại này, có cả cực tiểu này. Và muốn có cực trị thì dấu hiệu ta dễ nhận biết đó chính là đi đổi dấu khi đi qua x0, có nghĩa là từ âm sang dương hoặc từ dương sang âm. Thì chúng ta để ý kỹ cho thầy cái đoạn này thôi. À, cứ có từ dương sang âm hoặc từ âm sang dương thì chúng ta tại điểm đó là điểm cực trị. Thì đây là 1, đây là 2, đây là 3, đây là 4. Vậy ta có x bằng trừ 2, x bằng 1, x bằng 3 và x bằng 5 cho nên có 4 điểm. Thì chúng ta chọn đáp án là A. các em thấy nó dễ hay nó khó? Nó dễ. Nhưng ở đây thầy đang phân tích nhé. Vậy ta có một loạt các câu về hàm số. Và nó chiếm ở đâu thì các em biết rồi. Trong bài toán số 6 là bài toán liên quan đến tiệm cận. Thì trong chương trình của các em người ta cũng dạy các em ba loại tiệm cận. Nhưng tập trung chủ yếu là tiệm cận đứng và tiệm cận ngang. Còn tiệm cận xiên thì nó nằm trong một số cái sách nâng cao, hoặc các em có thể làm thêm để các em hiểu về nó. Còn trong chương trình các em thì các em thấy là toàn là tiệm cận đứng và ngang. Và các em nhớ lại cho thầy thế nào là tiệm cận đứng hay cách tìm tiệm cận đứng như thế nào, và cách tìm tiệm cận ngang thế nào. À, muốn nhớ được điều đấy thì các em phải hiểu bản chất tiệm cận đứng là một đường thẳng, x bằng x0. Đấy. Và điều kiện xảy ra tiệm cận đứng là gì thì các em nhớ rồi trong cái trường hợp này nghe khi mà những cái hàm có tiệm cận ấy thì các em nhớ đối với tiệm cận đứng thì thường các thầy cô hay nói với các em là ta xét cái mẫu số nó bằng không bởi vì bản chất của nó là lim của fx khi x tiến tới x không bằng vô cùng đúng không cho nên là tiệm cận đứng là nghiệm của mẫu số bằng không các em hay nhớ sơ sơ như thế thì đối với bài này nếu tiệm cận đứng là nghiệm của mẫu số bằng 0 thì ta nhìn thấy x trừ 1 và x bằng 1 là tiệm cận đứng. Ở đây người ta hỏi mình tiệm cận đứng. À, thế còn tiệm cận ngang là gì thì các em thầy phân tích để cho các em nhớ lại, các em nốt lại khi các em xem cái bài giảng này có nốt lại cho thầy một quyển sổ là đoạn này mình có nhớ chưa, nắm chắc chưa, mình xem lại cho thầy không. À. tiếp theo chúng ta sang câu số 7. Đây là một câu hàm số nhưng mà dưới dạng đồ thị chứ không còn là bảng biến thiên nữa. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như ở trên đường cong này. Các em nhìn cái đồ thị này rất là quen thuộc, có ba cực trị trong đó có hai cực tiểu và một cực đại. Có ba cực trị về nguyên tắc thầy cho các em các dấu hiệu để nhận biết. Dấu hiệu thứ nhất là khi có ba cực trị mà cực trị là nghiệm của y phẩy bằng 0. Mà y vậy bằng không có ba nghiệm phân biệt thì rõ ràng y phải là hàm bậc 4 Bởi vì sao? Muốn có ba nghiệm phân biệt thì hàm đó phải là hàm bậc 3 trở lên đó. Và hàm y phải bằng bậc 3 thì hàm y sẽ là hàm bậc 4 Cho nên ta loại ngay hai đáp án đó là C và D Còn nếu các em nhìn cái hình dung cái dạng hình này quen rồi thì các em chọn luôn Thế còn cái thứ hai ta không quá quan tâm vì ở đây người ta không cho các cái chỗ gặp nhau này là bao nhiêu giá trị cho nên ta đừng quan tâm đến cái chỉ số của x mũ 4 x bình phương và 1. Cái là hằng số này. Bởi vì chúng ta không có cơ sở để đánh giá. Thế thì chúng ta sẽ nhìn vào cái dấu của hệ số A chính dấu phía trước này, này. Bởi vì còn mỗi hai đáp án là A và B. Thì trong trường hợp ta thấy là khi x tiến tới âm vô cùng này. Đây, thì y tiến tới dương vô cùng này. Khi x tiến tới dương vô cùng thì y cũng tiến tới dương vô cùng này. Cho nên hệ số A chắc chắn phải dương Vì vậy ta chọn đáp án là B thầy hướng dẫn cho các em như thế để các em dễ vận dụng Và những cái này các em cũng chỉ mất cho thầy mấy giây thôi Chúng ta sang bài số 8 Cũng là một bài liên quan đến hàm số Cho đồ thị y bằng x mũ 3 trừ bái cộng 2 Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu cắt trục tung cắt trục tung chính là cắt trục oi mà cắt trục oi chính là x bằng không các em nhớ nhé cắt trục tung và cắt trục hoành cắt trục hoành chính là nghiệm của y bằng không cắt trục tung chính là nghiệm của x bằng không mà nghiệm của x bằng không thì bài này thầy cũng không viết bởi vì khi x bằng không thì ta thay vào thì y bằng hai cho nên đáp án là c thôi nó rất là đơn giản để các em làm những câu này câu số 9 đây là một câu cơ bản của phần logarit thì đoạn này thầy viết lại một chút về công thức logarit trước tiên muốn làm được những bài toán logarit thì thầy khuyên các em là nên gì các em nhỉ nên nhớ lại những công thức cơ bản thì chúng ta thấy được logarit cơ số 3 của 9a các em hay nhầm đoạn này một chút đây là 9 nhân a thì ta dùng log cơ số 3 của 9 cộng với lốt cơ số 3 của y a à, của a Rõ ràng trong trường hợp này người ta sẽ cho điều kiện và logarit cơ số 3 của 3 bình phương cộng lốt cơ số 3 của a và chắc chắn sẽ bằng 2 cộng lốt cơ số 3 của a Có bạn hỏi thầy là ở đây ở đâu ra thì các em chú ý bản chất của nó là công thức này lô cơ số a của fx nhân gx thì bằng lốt cất số a của fx cộng lốt cất số ga a của gx. Ở đây các em cẩn thận cho thầy một chút. Là điều kiện của fx và gx phải là fx dương và gx dương bởi vì sao? Nếu như fx âm và gx âm thì fx nhân gx là dương, nhưng khi tách ra hai biểu thức lốt thì nó lại âm nên không tồn tại. Cho nên trong trường hợp này là phải fx và gx phải dương. phải phân tích cho các em một chút. Thế vậy thì đáp án của bài này chắc chính là đáp án đây. Câu số 10, đoạn nào thầy cần viết thì thầy viết, còn cần các em thì thầy viết cho các em hiểu, còn không thì các em sẽ nhớ. Chúng ta sang câu số 10, đạo hàm của hàm số. À vậy thì chúng ta lại lưu ý đến cái phần đạo hàm. Về nguyên tắc thì chúng ta học đạo hàm ở lớp 11. Tuy nhiên đạo hàm của hàm số mũ và hàm số clip thì chúng ta lại học ở chương trình lớp 12 đúng không em? Chính vì thế cho nên chúng ta lại phải lưu ý câu số 10. Thì chúng ta nhớ công thức là y bằng a mũ x thì suy ra hay là tương đương y phẩy sẽ bằng a mũ x nhân lên a. Cái này các em nhớ cho thầy. Vậy từ đó thì đối với bài toán này thì y phẩy sẽ bằng 2 mũ x nhân lên 2 đúng không em? à, vậy thì đáp án của nó chắc chắn là đáp án à và các em nhớ cho thầy công thức này câu tiếp theo là 11 rõ ràng cái này thì em nào cũng làm được căn bậc 2 của a mũ 3 gọi là căn bậc 2 có nghĩa là chia 2 ở ờ, vậy thì suy ra bằng a mũ 3/2 A mũ 3 phần 2 thì chắc là đáp án chắc chắn là đáp án là B vì những câu này dễ Câu 12 nghiệm của phương trình 5 mũ 2x 4 bằng 25 thì thầy cũng làm luôn. Đó là 5 mũ 2x 4 bằng 25 thì chính bằng 5 bình phương. Vậy tương đương với 2x 4 bằng 2 suy ra x bằng mấy nhỉ? 6 chia 2 bằng 3. Vậy đáp án chính là x bằng 3. Thì đó là những cái câu mà thầy nghĩ là không có gì khó cả nghiệm của phương trình logarit cơ số toàn phần logarit thầy viết kỹ vì phần này rất nhiều bạn nhanh quên công thức bằng 3 thì suy ra được 3x sẽ bằng 2 mũ 3 bằng mấy nhỉ 8 à quên uh, 3 mũ logarit 2 3x bằng 2 mũ 3 vậy suy ra x bằng 8 phần 3 Chúng ta chọn đáp án C Thì cái này rất là cơ bản thôi Câu số 14 Cho hàm số fx bằng 3x bình trừ 1 Trong các khẳng định sau đây Khẳng định nào đúng Rõ ràng chúng ta thấy Các đáp án A, B, C, D Đều là tích phân Và rõ ràng tích phân của 3x bình Trừ 1D Sẽ bằng 3x mũ 3 Trên 3 trừ x cộng C và đáp án chính là đáp án X3 x mũ 3 chữ x cộng c là đáp án B. Thì các em chú ý cho thầy. Đây là câu 14. Câu 15 cũng là một câu liên quan đến nguyên hàm. Cho hàm số là gì? Fx bằng cốt hay x? Thì khẳng định nào sau đây là đúng? Thì chúng ta nhớ một công thức rất quan trọng đó là cốt nx. Dx. Các em nhớ là cốt nx chứ không phải là cốt mũ nx. Nếu cốt mũ nx thì các em lại có cách làm Nếu n chẵn n là lẻ thì các em có cách làm được Cốt nx thì bằng 1 trên n sin nx cộng c Và chúng ta thay vào Vậy thì đây là cốt 2x Thì sẽ được 1 phần 2 sin 2 cộng c Và đáp án chính là đáp án A Chúng ta sang câu 16 Cũng là một câu tích phân Nhưng đây là hàm tích phân xác định đúng không? Nguyên hàm xác định Người ta cho là nếu như tích phân từ 1 đến 2 của f(x) bằng 5 và tích phân từ 2 đến 3 của f(x) bằng -2 thì tích phân từ 1 đến 3 của f(x) bằng bao nhiêu thì chúng ta cũng rất cơ bản để sử dụng bài toán này đúng không? Chúng ta nhớ là tích phân từ a đến b của f(x) dx thì bằng tích phân từ a đến c của f(x) dx tất nhiên là có tính chất của nó từ c đến là d fx dx cộng chấm chấm cộng với từ k nào đó đến gì b của fx để cái này các em nhớ cho thầy nó giống tính chất gì nhỉ tính chất vector vào lớp 10 vector ab thì bằng ac cộng cd cộng chấm, chấm 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 cuối cùng điểm cuối cùng là b vậy thì từ đây chúng ta sẽ có tích phân từ 1 đến 3 của fx dx thì bằng tích phân từ 1 đến 2 người ta tách bao nhiêu cũng được cộng với tích phân từ 2 đến 3 và bằng mấy nhỉ? 5 cộng trừ 2 và bằng 3. Thì những tính chất này các em quá dễ so với các em. À, chúng ta sang câu 17 cũng là một tích phân thì câu này quá dễ, tích phân từ 1 đến 2 của x mũ 3 dx thì bằng x mũ 4 trên 4. 1 đến 2 và bằng 2 mũ 4 là 16 trên 4 trừ đi à, 1 phần 4 và bằng à, 14 là 4 15 phần 4 Vậy chúng ta chọn đáp án là 15 phần 4 Thì đối với những cái bài toán này Các em cần quan tâm là làm sao chúng ta sử dụng thật nhanh à, Đối với bài toán 18 là bài toán về số phức Phần số phức là phần đầu tiên các em được gặp Được làm quen cho nên phần này nếu ra trắc nghiệm thì mấy năm trở lại đây thầy thấy họ ra không quá khó và trong phần số phức còn có số phức lượng giác rất rất nhiều thì chúng ta cũng nên quan tâm là cái mức độ đề như thế nào để chúng ta lựa chọn phương pháp học. Chứ nếu chúng ta học hết đi thì chúng ta cũng không cần dùng đến mà mục tiêu của các bạn, mục đích của thầy hướng dẫn đây là đề thi đại học thi phổ thông quốc gia. Cho nên muốn nghiên cứu sâu hơn nữa thì tùy các em nhưng mà để đáp ứng được yêu cầu thì các em phải nắm chắc các công thức cơ bản của số phức. Đối với bài toán này thì người ta hỏi chúng ta là số phức liên hop. Thì chúng ta đã có công thức là z bằng a bi. Thì suy ra liên hợp của z sẽ bằng a bi. Và từ đó rõ ràng là 3 2i thì bây giờ sẽ là bằng 3 2i vậy đáp án đó là bạn A. Thì nó rất là dễ. Câu 19. Chúng ta thấy số phức cách biểu diện trên trục Oiz gần giống vector. Đúng không các em? Cho nên tính chất của số phức khi cộng trừ hai số phức thì các em cứ lấy nếu cộng thì phần thực cộng với nhau, phần ảo cộng với nhau, còn nếu trừ thì lấy phần thực trừ với nhau và phần ảo cho nhau. Ví dụ ta có Z1 bằng A1 cộng B1I Z2 bằng A2 cộng B2I Thế còn nếu nhân thì sao thì các em có công thức rồi Các em cứ làm bình thường vậy Z1 cộng trừ Z2 thì bằng A1 cộng trừ A2 cộng với B1 cộng trừ B2. Và lúc này nhân y thì lúc này ta thấy là người ta hỏi chúng ta là gì nhỉ? À Z trừ W thì bằng 3 trừ 2 và 1 trừ 3. Vậy 3 trừ 2 bằng 1, 1 trừ 3 bằng trừ 2, vậy được 1 trừ 2y chính là đáp án B. Câu tiếp theo, câu 20, trên mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức thì các em đã từng biểu diễn số phức cho thầy rồi ở trong trường hợp này là 3 2 y thì phần trên trục OX là 3 và phần trên trục OY là 2 thì chúng ta sẽ thấy thầy biểu diễn nhanh cái số phức này thì không đây 3 x bằng 3 và y bằng 2 Vậy chúng ta biểu diễn Và khi biểu diễn bằng hình học Thì tọa độ của nó sẽ là 3 trừ 2 Và đáp án chính là đáp án gì? Đáp án D Các em chú ý đây là 20 câu Thầy tiếp tục từ câu 21 Các em dành một vài phút Nhớ lại là 20 câu này chúng ta làm trong bao lâu Và sau đó thì chúng ta tiếp tục 10 câu nữa Để có 6 điểm an toàn Chúng ta sang câu 21 một khối chóp có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng 5 thể tích khối chóp đó bằng bao nhiêu? Thì các em biết là khối chóp có diện tích đáy thì các em thường học ở các lớp trên ở à, lớp dưới thì các em biết là khối chóp thì cái thể tích V sẽ bằng 1 phần 3 S đáy nhân với gì ra? Nhân với H. Cho nên trong trường hợp này các em chỉ cần nhớ thầy cái công thức đó và diện tích đáy thì bài này họ cho nhưng có những bài họ không cho diện tích đáy mà họ cho các cạnh để chúng ta tính là diện tích đáy. Và nếu với bài này thì bằng 6 nhân với gì 5 chia mấy nhỉ? Chia 3 và bằng mấy nhỉ? Rõ ràng bằng 10. À. những câu này rất là cơ bản để các em làm. Câu 22, thể tích khối hộp chữ nhật có 3 kích thước. Thể tích khối hình hộp chữ nhật thì chúng ta sẽ có V hình hộp chữ nhật bằng 2 x 3 x 7 đúng không? Và bằng gì đây? 6, 7, 4, 12. Và những cái này thì chính là chúng ta nhớ công thức A x B x C. A x B chính là diện tích đáy. C là chiều cao. Thì tại sao lại chóp lại 1 3? Vì ba cái hình này gộp lại thì đặt cái hình thể tích hình hộp chữ nhật. Em chú ý cho thầy. Chúng ta sang câu 23 Toàn là hình học Công thức thể tích của khối nón Có bán kính R Và chiều cao H Các em biết cái khối nón Nếu nó như ở trên nó chốc Xuống ở dưới à, Là một cái gì đây Hình tròn Thì các em nhớ công thức được không Rõ ràng nhìn vào đây các em sẽ nhớ công thức là đáp án gì nhỉ? 1 phần 3 PRH Thì công thức này các em nhớ cho thầy nhớ đi nhớ lại cho thầy 1 phần 3 pi r bình phương nhân h tại sao là trong bài này ấy, thì các em chú ý này mẹo tư duy của thầy nếu các em vào thì quên nhé rõ ràng thể tích thì phải đơn vị là khối cho nên đáp án a và c không thể được bởi vì r nhân h thì mới là vuông thôi ví dụ h là mét r là mét thì mới được mét vuông vậy chỉ có đáp án b và d thì h nhân R bình ví dụ R là mét thì R bình là mét vuông nhân với H mét nữa là thành mét khối ở đây thầy nói thế để các em biết cách khi mà để tính thế này em phải ra cùng đơn vị các em đổi nhá thứ hai là thể tích là gì ra nón thì rõ ràng nó phải bé ở trên cái đầu nó phải bé cho nên không thể bằng R bình phương H mà phải bằng 1 phần 3 giống như hình chốc nó giống y hệt hình chốc cho nên đáp án là đáp án D thì nếu như em nào mà quên quên đi khẩn công thức này mà trong phòng thi không còn con đường nào nữa thì chúng ta dùng phương pháp loại trừ và chúng ta vẫn nhớ được vì những công thức này các em rất nhân quen câu 24 một hình trụ có bán kính r bằng 4 độ dài đường sinh l bằng 3 diện tích xung quanh của hình trụ đó thì các em cũng nhớ công thức cho thầy cơ bản rồi và các em sẽ nhân với ra công thức cho thầy thì ra được đáp án vì thầy không nói những cái công thức này nữa các em có là 24 thì thầy giới thiệu qua mấy câu này thì có một chú ý cho các em là làm sao những công thức cơ bản các em phải nhớ được và muốn nhớ thì thầy bài cho. một là nắm chắc công thức sau đó lấy một số bài làm quen sau đó thì viết công thức đấy à, thành vào một cái tờ giấy và lúc nào làm bài nào thì đầu tiên các em sẽ gì nhỉ nhớ cái đó nhớ không được thì lúc đấy em chỉnh ra tránh trường hợp các em trái gì đây các em phải đi tìm còn bây giờ nếu các em có điện thoại thì về nhà khi em muốn nhường công thức nào thì các em phải đánh ra được em tìm được ngay thức khắc công thức Câu số 25 là một cái câu hình học không gian tọa độ Thì rõ ràng trong bài toán này người ta cho chúng ta OXYZ và cho hai điểm có ba tọa độ XYZ lần lượt Người ta hỏi trung điểm Trung điểm thì nó giống y hệt như chương trình các lớp dưới Ví dụ lớp 10 là bằng trung bình cộng Thì rõ ràng trong trường hợp này là 1 cộng 3 chia 2 thì bằng 2 và 1 cộng 1 chia 2 thì bằng 1 Và 0 cộng 2 chia 2 thì bằng 1 Vậy đáp án là gì? 2, 1, 1 Những cái này quá dễ so với các em Câu tiếp theo đó là câu mặt cầu Thì chúng ta cũng là một câu cực kỳ cơ bản Đó chính là ta có công thức mặt cầu là X A bình Cộng Y trừ B bình Cộng Z trừ C bình Bằng R bình Và thầy đã khi dạy thì thầy đã chứng minh rất kỹ công thức này rồi Thế trong trường hợp này thì ta nhìn thấy ở bên này bằng 9 thì R chắc chắn là bằng 3. Thì đó là câu 26. Câu 27, trong các trong không gian OXYZ mặt phẳng nào dưới đây đi qua điểm này? Về nguyên tắc mặt phẳng đi qua một điểm nào đó thì ta thay điểm đấy vào thỏa mãn. Chính là vế bên phải bằng bằng 0. Nếu không thỏa mãn có nghĩa là mặt phẳng mặt cầu đường thẳng tất cả đều không đi qua điểm đấy người ta gọi là đi qua điểm có điểm thay vào. thế thì về nguyên tắc em sẽ thay cái điểm m này này vào tất cả các đáp án thế thì lại may rủi rồi nếu các bạn nào mà không quen mà thay vào tất cả các đáp án thì rất mất thời gian cho nên bây giờ chúng ta ví dụ như là bây giờ về nhà bố đưa cho một chùm chìa khóa lại à, và bố ví dụ bố bận không mở được bố bảo là con ấy lại mở cái ổ khóa đấy con mở cửa cho bố nếu chúng ta biết rồi thì không nói nhưng chúng ta không biết chúng ta cầm một ổ chìa đúng không thì khai trước mắt trước khi đút cái chìa vào để mở thì chúng ta phải có cái phản xạ là cái ổ khóa này thì cái chìa nào có khả năng để vừa được cho nên ngay trong vòng 1-2 giây chúng ta đã loại trừ những cái chìa khóa không bao giờ vừa được cái ổ khóa đấy Và chúng ta có thể là bạn nào siêu thì sẽ chọn được một cái chìa mà đoạn nào không siêu thì có thể hai ba chìa và lúc đấy ta mở nó sẽ nhanh hơn Thế thì muốn làm được đấy thì chúng ta phải gì đấy? Một là xem kích cỡ, nhìn qua Hai là xem cái hãng, ví dụ ở cái ổ khóa là Việt Tiệp mà cái chìa không phải Việt Tiệp thì có thể là cũng bị đánh ra nhưng mà đầu tiên nó phải phù hợp cái đó. Thì đấy là những cái vấn đề Thì bây giờ đối với bài này chúng ta cũng phải lượng lự như thế Ở đây thầy có là 1 cộng trừ 2 cộng 1 Thì bằng 0 vậy chắc chắn là đáp án A thôi Thế nên mình cứ thay vào những cái chỗ này Rất là mất thời gian Các em chú ý cho thầy Vậy thì các em phải làm nhanh những câu này Chứ bảo là ui bài này em chỉ cần thay vào thôi Thì trước sau gì nó cũng ra đúng rồi Nhưng nó mất thời gian những câu khác Chúng ta sang câu 28 Cũng là một câu hình không gian Người ta cho trong mặt phẳng OXYZ vector nào sau đây là vector chỉ phương của đường thẳng đi qua góc tọa độ và điểm M có tọa độ 1 trừ 2 1. Thì như các em đã được biết là vector chỉ phương của đường thẳng là vector thuộc đường thẳng hoặc vector song song đường thẳng. Do đường thẳng này đi qua O và M cho nên vector OM cũng chính là vector chỉ phương và OM thì điểm O có tọa độ 0 0 0 cho nên OM chính là chính là tọa độ của gì luôn các em là 1 trừ 2 1 và đây cũng chính là vector chỉ phương song song với vector chỉ phương vì vậy chúng ta chọn đáp án là D chúng ta sang câu 29 đây là một cái bài toán chọn ngẫu nhiên một số 15 số nguyên dương đầu tiên xác suất để chọn ra số chẵn bằng bao nhiêu thì các em chú ý và đây là một cái bài toán xác suất cực kỳ cơ bản đúng không? Có 15 số tự nhiên nguyên nhé. số nguyên dương đầu tiên thì là từ 1 đến 15 đúng không? Từ 1 đến 15 thì có mấy số lẻ nhỉ? 1, 15 các em nhớ này, 1 15 là hai điểm đầu và điểm cuối đều là số lẻ thì rõ ràng số chẵn sẽ nhỏ hơn số lẻ là 1. Vậy thì tổng có 15 số thì sẽ có 8 số lẻ và 7 số chẵn. Vậy bài số chẵn thì anh chọn ngẫu nhiên thì anh chọn một trong bảy số chẵn đấy trong 15 số thì xác suất chính là 7 phần 15. Cái này rất cơ bản nhá. Đây là một cái phần xác suất các em không phải đi học quá khó. Đi học quá khó. Đó. thì chúng ta sẽ làm được cực kỳ dễ những cái bài toán này. Ở đây chúng ta chỉ cần quan tâm là 15 số nguyên dương đầu tiên là những số nào và từ đó chúng ta xem xem có bao nhiêu số chẵn và bao nhiêu số lẻ nếu bài này họ hỏi số lẻ thì ta lại chọn số lẻ hỏi số chẵn ta chọn số chẵn câu 30 người ta lại quay lại một bài toán hàm số người ta cho một cái bốn cái hàm số dưới bốn đáp án thì chúng ta từ từ để đọc đáp án mà hãy đọc đề ra này hàm số nào dưới đây là đồng biến trên r muốn hàm số đồng biến trên r thì rõ ràng là y phải phải luôn luôn dương với mọi x y phải luôn luôn dương dương với mọi x thì các em đi xét chủ yếu là hàm bậc 3 bởi vì thế này Đó, nó không có cực trị nó thể đi từ âm vô cùng đến dương vô cùng hoặc đi từ dương vô cùng đến âm vô cùng còn hàm số bậc 2 hay bậc 4 thì nó không thể có cái khái niệm là luôn đồng biến, bởi vì nếu hàm bậc hai thì y phải là hàm bậc nhất mà hàm bậc nhất y phải bằng không sẽ có nghiệm. Nếu hàm số bậc 4 thì y phải là hàm bậc ba mà y phải bằng không chắc chắn nó sẽ có nghiệm. Và có nghiệm thì nó tách ra các khoảng dương âm cho nên khái niệm đồng biến nghịch biến chỉ ta rơi vào a hoặc c trong chương trình của các em nhá. Thầy nói này là nói trong phạm vi kiến thức của bài này. Để em lựa chọn thế nào cho nó nhanh nhất. Thì rõ ràng chúng ta kiểm chứng một trong hai đáp án A hoặc C Thì thầy kiểm chứng đáp án C dễ trước bởi vì thấy hàm bậc 3 về x Mũ 3 trừ đi x bình cộng x Vậy thì y phải sẽ bằng 3x bình trừ 2x cộng 1 Cái này luôn lớn hơn 0 với mọi x Kém biết rồi Tại vì trường hợp này nếu kem xét delta thì delta phải bé hơn 0 Nên anh này luôn dược vì delta bé hơn không thì nó không bao giờ bằng không được nó không bằng bao giờ bằng không được thì nó có khả năng bé hơn không hoặc lớn hơn không hệ số a này dương cho nên nó sẽ lớn hơn không và nếu hệ số a âm thì nó sẽ bé hơn không à, nhớ cho thầy là khi một phương trình bậc hai vô nghiệm có nghĩa là nó luôn dương hoặc luôn âm mà luôn dương hoặc luôn âm thì các em phải chú ý cái hệ số a để các em xét thì đây là 30 câu đầu tiên và thầy lưu ý phân tích hướng dẫn chữa bài mà thầy trò chúng ta cũng chỉ hết khoảng 30-35 phút thôi Thế thì nếu như các em làm Thầy mong muốn thời gian còn ít hơn rất nhiều Để dành 20 câu sau Còn nhiều thời gian Cho chúng ta làm Chứ nếu như các em trải dài tất cả các câu như nhau Thì thầy đảm bảo rất khó để hoàn thành 50 câu trong vòng 90 phút Chúc cho các em Trong 30 câu này không có câu nào sai sót xin chào các em